chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo được mang tên Chuyện Người Nổi Tiếng, và cùng gặp gỡ một người khách mời, một gương mặt hết sức cá tính. Và cô là một cô gái hết sức năng động, chưa bao giờ để bất kỳ một khoảng thời gian rảnh nào dành cho mình cả. Và nếu có, cũng là những thời gian mà cô dành cho gia đình, bạn bè hay cho cá nhân mình. Và nào chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với Á hậu Miss Việt Nam Global 2008, siêu mẫu Hà Anh. Hai anh xin chào tất cả các khán giả của chương trình FVNC Chìa Khóa Showbiz. Xin được chào Hà Anh. Rất là tình cờ khi mà anh Khoa đã có dịp cầm một cái quyển sách của em, nhìn vào với cái tên rất là đơn giản là tôi, Hà Anh. Cái thông điệp mà em muốn gửi gắm đến với các fan hâm mộ, các khán giả yêu thương mình. Thực ra thì đã rất là nhiều năm rồi thì là Hà Anh đã mong muốn có được một cái cuốn sách riêng cho mình. Bởi vì khi ngày xưa còn là một sinh viên đi học ở Anh ấy, thì Hà Anh thường là hay giữ một cái cuốn nhật ký, nhưng mà nhật ký trên mạng online, và viết về những cái trải nghiệm, cái cuộc sống của mình là một du học sinh ở nước ngoài. Thì tình cờ thế nào mà các bạn sinh viên ở nước Anh cũng như là trên toàn châu Âu lại rất là yêu thích, và bỗng nhiên mọi người nói rằng là tìm thấy mình, đồng cảm trong rất là nhiều những cái gì Hà Anh viết, và những cái chia sẻ của Hà Anh giúp cho họ có thêm nhiều nghị lực, thêm nhiều tự tin và có một cái động lực nào đó trong cuộc sống. Chính vì vậy là cách đây 5 năm khi Hà Anh mới trở về Việt Nam thôi thì Hà Anh đã ấp ủ là giá như mà mình sẽ có một cuốn sách riêng của mình. Và lúc đó có một người bạn của Hà Anh nói rằng là Hà Anh nên chờ đợi để đến một cái thời điểm nào đó mình trở thành một ai đó thì có lẽ là cuốn sách này sẽ đến tay được với nhiều người hơn, sẽ mang lại một cái tầm ảnh hưởng nhất định hơn. Thế thì Hà Anh đã chờ đến cái thời điểm này thì Hà Anh ra cái cuốn sách có mang tên là Tôi Hà Anh. Cái thông điệp của Hà Anh rất là đơn giản, đó là tất cả các bạn trẻ trong chúng ta thì ai cũng có khát khao là đi tìm chính mình, đi tìm chính cái con người, cái bản ngã, cái sở thích, cái tình yêu của mình. Mình là ai trong cuộc sống này? Và hơn nữa thì cái điều anh muốn nói rằng là khi các bạn đã tìm thấy bản thân mình rồi thì là một cô gái tự như là Hà Anh, là bắt nguồn là từ con số 0 tròn trĩnh. Và ngày hôm nay thì mình được ngồi đây, mình được nói trò chuyện với cả anh và chia sẻ lại những cái chặng đường của mình, những cái con đường chuyên môn cũng như là ước mơ. Thì khi nếu như là một từ khi còn là một cô gái bé thì mình không thể nào hình dung ra một ngày nào đó mình được gọi những mỹ từ như anh Khoa vừa nói là á hậu rồi siêu mẫu, nó là rất là xa vời. Bên cạnh một cô gái đã dành thời gian để đi du học và những cái năm tháng đơn độc ở nơi xa như vậy, rồi cái sự may mắn và cái việc mình được học tập, mình được hội tụ những cái nền tảng kiến thức khác nhau về văn hóa, thì Hà Anh nghĩ rằng là ở tuổi trẻ của chúng ta, thật ra cái yếu tố may mắn nhiều hơn hay là mình phải nỗ lực từ bản thân mình là cái quan trọng nhất? Hà Anh nghĩ là cả hai đều rất là quan trọng. Ai thì nếu mà được một cái nền tảng cũng là một cái điều rất là tuyệt vời. Như Hà Anh thì may mắn có một nền tảng là ví dụ như gia đình Hà Anh đều làm trong văn học nghệ thuật. Thế cho nên là mình lớn lên sinh trưởng trong một cái nôi văn học nghệ thuật, và những cái gì bây giờ của showbiz thì mặc dù là nó mới lạ mà nó cũng không mới lạ đối với cả Hà Anh, cho nên là Hà Anh cũng phần nào cũng có một cái sự tự tin nhất định hơn là những người mà chưa bao giờ mà hiểu như thế nào là về showbiz. Tuy nhiên là Hà Anh nghĩ rằng là cái bản thân mình tự phấn đấu cũng rất quan trọng. Ví dụ như ngày xưa mà để sang được Anh du học thì Hà Anh cũng phải đi thi và xin rất là nhiều trường ở Anh để có được cái học bổng đi học. Có cơ hội, có may mắn là điều mình không chối bỏ được. Nhưng có nhìn ra nó hay không, có nắm bắt được nó và có theo đuổi được nó hay không lại là chính bản thân mình. Thế thì khi mà Hà Anh đầu tư về thời gian, về cái sự sáng tạo của mình, ngay cả những cái sàng lọc lại về bộ nhớ của mình nữa, về memories, để viết nên cuốn này thì mất thời gian bao lâu? Đây là tổng hợp của một quá trình rất là lâu của Hà Anh. Anh nghĩ là phải vài năm. Giai đoạn cuối của hoàn thành cuốn sách này thì Hà Anh đã sang bên Anh, bên London đến 2 tháng, và Hà Anh không làm cái gì cả để tập trung vào để tiếp tục hoàn thành những cái bài viết ở trong cái cuốn sách này. Thì nó là một cái chặng đường khi mà đúng là khi ngồi, anh Khoa nói đúng, ngồi làm lại cái quyển sách này và thiết kế từng trang một, xem lại từng cái hình ảnh, cả từng trong hình ảnh trong này cũng là cả một cái chặng đường sự nghiệp của Hà Anh. Nhiều kỷ niệm lắm trong những cái nơi mà mình đi. Những cái hình ảnh không những là của chị Hà Anh khi làm người mẫu ở Việt Nam mà còn làm ở Mỹ, rồi ở Anh, rồi ở rất là nhiều nơi trên thế giới nữa. Những cái trang viết cũng vậy, nó gợi nhớ lại cho mình rất là nhiều. Khi mà nhìn vào quyển sách của bạn, nếu không phải là những đồng nghiệp và cả những người có thể hiểu bạn về một cá tính mạnh mẽ như thế này,
sẽ hơi bị khó chịu nếu nhìn vào từ là tôi Hà Anh. Cái chữ tôi nghe hơi có hơi gắt quá không? Tính cách Hà Anh nó rất là có, nó cũng có cái khác của mọi người, mình có cái quan điểm riêng, mình có lối sống, có suy nghĩ riêng, và đôi khi nó trở thành là đôi khi nó lại trở thành cái gai trong mắt của trong rất là nhiều bạn khi mà mình không suy nghĩ và hành động theo tập thể. Thế nhưng mà chính cái tôi này nó cái này nó làm nên Hà Anh, khi mà thay vì là mình không bị tự ti, mình cúi người, mình trở thành một trong số tất cả mọi người, thì mình lại quyết tâm là mình đứng lên là một cái cá thể của chính bản thân mình, có những cái suy nghĩ độc lập, những cái tính cách của riêng mình. Thì sau này khi mà anh có cơ hội được ra học tập và làm việc ở nước ngoài thì có được cái cá tính riêng, cái hiểu biết riêng, cái tôi có cái quan điểm riêng, nó đã giúp cho anh có được những cái thành công nhất định trong cái học tập của mình, cũng như là phát triển thành một cá tính con người mình. Thế thì Hà Anh nghĩ rằng là đối với cái thời điểm hiện tại ở Việt Nam ấy, thì có thể là những cái thế hệ hơi cũ thì có thể đối với mọi người thấy rằng nó có một cái tính chất nó hơi mạnh mẽ quá so với cả cái văn hóa ở Việt Nam. Nhưng mà thực chất giới trẻ của Việt Nam mà chiếm rất là nhiều phần trăm, giờ đây họ cũng rất là muốn đi tìm cái tôi của mình. Khi mà em học về kinh doanh và về tài chính ở Anh thì em đã có thêm học bổng và dành thời gian để học thêm về âm nhạc ở Anh nữa. Một cái điều làm anh hoàn toàn bất ngờ. Thế thì có thể chia sẻ cho khán giả của FBNC một tí thôi về sản phẩm âm nhạc mới nhất của em không? Như là anh Khoa biết thì 2 năm gần đây thì Hà Anh có trải nghiệm thêm ở trong lĩnh vực âm nhạc nữa, với một cái suy nghĩ là mình luôn muốn làm những cái gì nó mới mẻ, tức là bản thân mình nghe cái gì, mình thích cái gì thì mình làm cái đấy. Thế thì sản phẩm vừa rồi của Hà Anh mang tên một ca khúc mang tên là Put It On Me, của do chính Hà Anh và nhạc sĩ Antonius Maximus viết. Thì đối với cái sản phẩm này thì là Hà Anh mang tính chất âm nhạc là R&B. Và Hà Anh có shooting thì nó cũng hơi đặc biệt một chút xíu. Thứ nhất là nó rất là gợi cảm, bởi vì là Hà Anh muốn đẩy cái ranh giới giữa trong nghệ thuật, để cho nó làm sao nó có một cái sự là sao nhỉ, nó vừa mang cái tính chất là được thu hút được người xem, được truyền thông, nó cũng là mang cái hơi hưởng âm hưởng là rất là mới mẻ của quốc tế. Và trong cái ca khúc này thì anh có mời một người bạn của mình là anh Robert Park Spalletta, là một diễn viên nổi tiếng ở bên Hollywood. Anh cũng rất là hồi hộp và cũng hào hứng để giới thiệu cái sản phẩm này ra đời với mọi người. Và cảm ơn Hà Anh vì cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc em thành công hơn nữa với sản phẩm âm nhạc và luôn có sức khỏe, luôn có sự tràn trề như thế này để đi và phải nhớ quay về. Cảm ơn anh Khoa. Và anh cũng cảm ơn tất cả các khán giả đã dành thời gian để nghe những tâm sự của Hà Anh vừa rồi. Hà Anh cũng chỉ là một người trẻ thôi và cũng đang cố gắng rất là nhiều, phấn đấu rất là nhiều để có thể đóng góp cho xã hội, đóng góp cho ngành nghề chuyên môn của mình, và đặc biệt là một cái thế hệ trẻ biết mơ ước, biết thực hiện ước mơ của mình. Chúng ta vừa cùng nhau có cuộc trò chuyện và gặp gỡ hết sức thú vị cùng với Nguyễn Vũ Hà Anh. Và anh Khoa tin chắc rằng là với sự ấn tượng của một cô gái cá tính và năng động như thế này, cùng với quyển sách đầu tay của cô, không phải là nhật ký, cũng không phải là hồi ký, nhưng đó chính là những trang trải của một cô gái trẻ hết sức năng động sau những tháng năm đã sống, đi học, làm việc và hết sức cực lực để có được vị trí như ngày hôm nay trên xứ người. Đó chính là á hậu Miss Việt Nam Global 2008 Nguyễn Vũ Hà Anh, thưa quý vị. Và còn ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến những thông tin văn hóa nổi bật nhất trong tuần với chuyên mục Lăng Kính Văn Hóa.